Epson 10900K được test bằng Cineband R15. Nó chạy Prime 95 ở Blend Mode, cái bản nó ổn định và mát mẻ á. Không, ở đây chúng tôi không làm thế. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Mình là phóng viên sao sàng Vinh Tokuda và mình cũng đã quay trở lại. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đâu mới thực sự là sức mạnh giới hạn của 10900K bằng cách ép zoom nó với hai cách. Một là sử dụng AI Optimize của Acer và hai là ép zoom bằng tay. Thì như các bạn cũng đã biết thì 10900K bây giờ là một con CPU gaming tốt nhất mà các bạn có thể mua ở thời điểm hiện tại. Với cái mức zoom của một con chip 10 nhân cũng là cao nhất thời điểm bây giờ luôn là 4.9. Thì với sức mạnh như vậy thì nó hoàn toàn là thừa cũng như là quá đủ để các bạn cân những cái tác vụ thông thường hay là chơi game rất là mượt mà. Còn với những anh em thích vọc vạch hay chỉ đơn giản là muốn đẩy nhanh cái sức mạnh của nó lên thì 10900K vẫn còn một chút khoảng trống để anh em có thể ép zoom lên. Và như một vài video trước thì Lee cũng đã ép zoom con 10900K lên 5.1GHz. Và hôm ngày hôm nay ở đây thì mình đang có con mainboard đắt nhất ở thời điểm hiện tại của Acer. Đấy, đó là con Acer ROG Maximus 12 Extreme. Và hãy cùng thử xem là với con mainboard cực kỳ khủng này chúng ta có thể ép zoom được lên cao hơn nữa. Và hãy thử xem là nó có thực sự ổn định để chúng ta thực sử dụng hàng ngày hay là không. Tất nhiên với mức giá 18 triệu thì các bạn có thể yên tâm sở hữu những cái linh kiện tốt nhất trên bộ mạch chủ này. Và đặc biệt nhất là 16 phase nguồn 90A đủ để cấp tới 1440A điện cho CPU của các bạn. Và có thể nhiều bạn nghĩ với mức giá này thì phục vụ đối tượng chính là những người ép zoom chuyên nghiệp. Nhưng mà nhầm, Maximus Extreme hướng tới các cái game thủ cần những cái linh kiện tốt nhất để sử dụng hàng ngày, bởi nó được trang bị những cái tính năng cao cấp phục vụ cho các bộ máy gaming đỉnh cao cùng với những cái tản nước custom, những cầu cắm dành riêng cho quạt của từng radiator, bơm, vân vân. Còn ép zoom thì Maximus Apex mới thực sự là lựa chọn tốt hơn, bởi nó chỉ có 2 khe RAM và thiết kế của nó hướng tới cái việc ép zoom chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Ngoài combo 10900K và Maximus 12 Extreme thì hệ thống test của chúng ta còn có thêm kit RAM TeamStream 16GB và bus 3600 với card là 14. Các màn hình Asus ROG Strix RTX 2070 Super, nguồn Cooler Master 700W và tản nhiệt Noctua NHD 15 Pro Max Black. Và đây cũng là tản nhiệt khí tối thiểu mà mình thấy có thể dùng được với 10900K. Nếu các bạn muốn dùng tản nhiệt All-in-One thì hãy nhắm tới các cái sản phẩm có kích thước két làm mát từ 280mm trở lên và tốt nhất là 360mm như chiếc Asus Ryzen 360. Một điểm mà mình luôn luôn khen ngợi Asus đó là họ trang bị DIMM slot trên chiếc Maximus Extreme này, khiến cái việc lắp bổ sung SSD NVMe cực kỳ là đơn giản. Thực sự thì mình rất là khó chịu trên nhiều cái bo mạch chủ hiện tại là họ sử dụng cả một cái tấm ốp to đùng ở khu vực SSD NVMe, và mỗi khi lắp thêm SSD là các bạn phải tháo các màn hình, và thực sự đây là cái nỗi ác mộng nếu như các bạn đang sử dụng những cái hệ thống tản nhiệt nước custom cho VGA. Như ở đầu video thì mình có nhắc đến một cái chức năng vô cùng hay mà Asus đã tích hợp trên con mainboard của mình, đó chính là AI Optimize. Và in đậm lại này, nhắc lại này, là Optimize chứ không phải là OC như nhiều người đang lầm tưởng. Và AI Optimize thì nó sẽ tối đa hóa cái xung của CPU tùy theo cái nhu cầu công việc các bạn đang sử dụng và chất lượng CPU các bạn đang có. Ngoài ra nó còn kéo theo cả cái khả năng làm mát của hệ thống mà các bạn đang sử dụng nữa. Để kích hoạt tính năng này thì đầu tiên sau khi cài máy, các bạn chạy tầm 3 vòng chương trình Benchmark Blender rồi khởi động lại máy, sau đó vào BIOS và bật nó lên bằng phím F11. Rồi sau đó kiểm tra mức CPU Core Ratio trong BIOS đã thành AI Optimize hay chưa và tận hưởng thôi. Các bạn phải luôn nhớ cái Core Ratio nó phải là AI Optimize thì mới là chính xác. Mình có một ông anh nhiều dâu gõ thẳng cái Core Ratio là 53 thì như vậy không phải là AI Optimize. Mà nếu gõ thẳng như vậy mà các bạn không có những cái điều chỉnh thích hợp thì yên tâm là các bạn đang nướng chín CPU của mình. Và nó hoàn toàn có khả năng sập hay là tụt xung khi các bạn sử dụng những cái công việc hay là các cái tác vụ nó mạnh hơn một chút. Và cái điều chỉnh ép xung bằng tay thì ngay sau cái phần AI Optimize này mình sẽ nói thêm cho các bạn. Ngoài ra nếu các bạn đang sử dụng các cái bộ RAM có bus cao hơn 2400 thì hãy thêm một bước nữa, đó là bật cái chế độ XMP lên để nhận đủ bus và card RAM tốt nhất. Tuy nhiên khi sử dụng AI Optimize thì nếu tản nhiệt của các bạn không đủ hay dùng lâu quá mà không vệ sinh thì máy sẽ đánh giá cái điểm tản nhiệt thấp hơn so với ban đầu. Và từ đó thì cái mức xung mà AI Optimize sẽ không còn cao và sẽ tụt dần xuống và có thể xuống cả dưới cái mức xung mặc định nếu tản nhiệt của các bạn quá kém. Vì vậy hãy luôn luôn vệ sinh máy tính thường xuyên để các bạn một cái mức xung của AI Optimize hay là mức xung của mình ở cái điểm là tốt nhất. Vậy còn nếu mà ép xung bằng tay thì như thế nào? Thì với việc ép xung bằng tay mình sẽ sử dụng một vài cái tùy chỉnh cơ bản ở trong BIOS, đó là Taxi State hay còn gọi là cái tính năng tiết kiệm điện năng. Sau đó mình mở khóa tất cả các giới hạn về tiêu thụ điện năng trong bộ máy, bao gồm CPU Core Current Limit Max, Long Duration Packet Power Limit,
Packet Power Time Window và Short Duration Packet Power Limit. Loạn không? Loạn chứ. Sau khi xong các bước này thì gần như là CPU đã được bỏ hết các cái giới hạn về điện năng để tiện hơn cho việc ép xung. Và để tăng xung cho CPU thì chúng ta cần điều chỉnh CPU Core Ratio thành Sync On Core và gõ mức Core Ratio theo cái con số mà mình mong muốn. Ở đây thì mình sẽ để 52 cho 5.2 GHz. Tuy nhiên thì ở mức xung cao hơn thì lượng điện tiêu thụ cũng chắc chắn là sẽ cao hơn rồi. Và cái mức điện áp dụng cho CPU sẽ thể hiện là CPU Core Voltage. Và các bạn hãy nhớ luôn này, nhớ kỹ là không bao giờ được để auto khi mà mình đang ép xung. Vì thông thường cái mức xung ở 5.2 hoặc 5.3 thì nếu các bạn để auto thì V-Core sẽ tự đẩy lên cái mức là 1.5V. Mà ở cái mức điện như vậy thì nó là cái sân chơi của nitơ lỏng rồi, không phải là tản khí hay là tản all-in-one nước nữa. Điển hình nhất là trong cái clip của một ông anh nhiều dâu nợ mà mình có kể ở bên trên, thì khi ông anh gõ thẳng 5.3 GHz vào, cái V-Core nó đã tự nhận cái điện là 1.545V. Và ở cái mức lượng điện như vậy thì khi mà CPU loát nhẹ ở 20% thì cái nhiệt độ nó đã là 80 độ rồi. Như vậy thì làm ăn cái gì nữa. Và khi các bạn hoạt động mạnh thì hoàn toàn cái bộ máy các bạn có thể bị sập do quá nhiệt. V-Core thì các bạn có thể thử nghiệm ban đầu ở mức 1.38 cho 5.2 GHz trở về, hoặc 1.42V cho 5.3 GHz, và sau đó chạy thử nghiệm. Nếu hoạt động không ổn định thì tăng dần 0.005V để xem đến khi nào ổn định và nhiệt độ vẫn chấp nhận được. Hoặc nếu hoạt động ổn định thì giảm dần V-Core xuống để có một CPU mát hơn, vì V-Core ảnh hưởng rất nhiều tới nhiệt độ của CPU. Và sau đó có một vài tùy chỉnh bao gồm CPU Load Life Calibration để mức 6 hoặc 7. Nhiệt độ của CPU tối đa có thể set lên đến 110 hay 115 đề phòng CPU vọt lên một thời điểm nào đó. Core Cache Ratio hoạt động mặc định ở mức 43. Nếu tăng lên 45 hay 46 thì các bạn cũng sẽ có thêm một chút hiệu năng mà không cần phải test quá là nhiều. Và ép xung xong thì đã xong hay chưa? Thì thực sự nó chưa phải là xong. Kể cả có là AI Optimize hay là ép xung bằng tay thì các bạn đều cần phải test hay là chạy thử cái hệ thống của mình xem là ở cái mức xung cao như vậy thì hệ thống có hoạt động ổn định không. Và để test thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cái phần mềm Prime 95 phiên bản 26.6, vì ở cái phiên bản 26.6 này chúng ta không có những cái tập lệnh AVX, còn từ 27 trở lên là có rồi. Và cái tập lệnh AVX này thì thực sự nó rất là nặng và quan trọng hơn trong các cái phần mềm dựng hình. Còn nếu các bạn muốn test AVX thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cái phần mềm là Blender để test, còn Prime 95 thì hơi quá. Với Prime 95 cho anh em có 3 loại thiết lập thử nghiệm bao gồm Blend Mode, Large FFT và Small FFT. Để đảm bảo hệ thống ổn định thì anh em nên chạy tối thiểu 1 tiếng Small FFT, thì khi đấy nó sẽ stress tối đa CPU của anh em. Và yên tâm là khi vượt qua cái Prime 95 Small FFT thì không bài test nào có thể làm khó được anh em nữa. Mình đã lừa anh em bao giờ chưa? Vừa rồi thì anh em đã biết cái cách tối ưu hóa xung của CPU theo hai cách rồi. Và theo cái kết quả thử nghiệm của mình thì ở AI Optimize cho mình cái mức xung là 5.0 GHz với cái V-Core là 1.225V, tức là cao hơn khoảng 100 MHz và 0.44V so với mặc định. Còn ép xung bằng tay thì mình có thể đạt tới 5.2 GHz tại V-Core là 1.38V, ổn định khi chạy Prime 95. Còn nếu gaming thì đạt được cái mức là 5.3 GHz và cũng chạm tới giới hạn của tản nhiệt cái chiếc Noctua NHD 15 này rồi. Vấn đề mà anh em quan tâm nhất chắc chắn là nhiệt độ, cho nên là mình sẽ đi luôn vào cái vấn đề này. Ở cái mức xung là 5 GHz thì cái chiếc tản nhiệt NHD 15 vẫn chịu khá tốt khi mà cái nhiệt của CPU chỉ vào khoảng 89 độ C là ở mức an toàn khi mà chạy Prime 95, còn nóng hơn 5 độ so với mặc định. Còn ở mức 5.2 GHz thì thực sự nó là quá tải khi mình buộc phải chĩa thẳng cái điều hòa với công suất là 30.000 BTU vào cái chiếc HD 15 này và cũng chỉ cầm cự được ở cái mức 103 độ mà thôi. Vì vậy muốn chơi tới 5.2 GHz thì anh em nên quan tâm dần tới các cái tản nhiệt custom cao cấp, chứ còn all-in-one hay là khí thì nó không đủ, trừ khi là anh em có một con CPU quá ngon nhận về có thấp. Vậy hiệu năng đạt được thì nó có đáng hay là không? Thì đầu tiên trong các ứng dụng Benchmark chủ yếu cho công việc dựng hình hay render thì cái mức xung 5 GHz của AI Optimize đều cho cái kết quả hơn mặc định khoảng 2%. Còn 5.2 GHz thì khoảng 6%, gần như là tương đương với mức OC. Còn trong gaming thì mình nhận thấy có vẻ như cái sự nghẽn cạc đã hiện ra khi mà CPU hoạt động không nhiều nhưng GPU thì luôn luôn ở mức là 100%. Có lẽ là sau này thì mình nên sử dụng cái card màn hình cao cấp hơn như là RTX 2080 Ti thì cái sức mạnh OC có lẽ sẽ nhận thấy rõ ràng hơn rất là nhiều so với cái chiếc 2070 Super này. Khi mà OC con 10900K này thì mình nhận ra là cái mức lượng điện tiêu thụ nó có một cái sự nhảy vọt lên đến tận 358W ở 5.2 GHz. Và đây là một con số khá là cao và rất đáng quan tâm nếu các bạn muốn ép xung ở cái mức này. Và nếu mà ở cái mức lượng điện như thế này cộng với một cái option card đồ họa cao hơn là con RTX 2080 Super
thì các bạn nên sử dụng những cái bộ nguồn có công suất cao từ 850W trở lên nếu không muốn xảy ra cái hiện tượng sập nguồn do quá tải. Và chắc chắn đến đây thì sẽ có một số hay thậm chí là rất nhiều bạn tự đặt ra cái câu hỏi là như vậy thì có đáng để mà ép zoom con 10.900K này lên 5.2 hay thậm chí là 5.3 GHz hay không? Thì thực sự nó là không. Và với cái mức xung cao như vậy thì nếu các bạn là tester chuyên nghiệp cần cái xung cao, hay là anh em muốn đua điểm benchmark với bạn bè, và đương nhiên là cũng phải có túi tiền dùng dịch và yêu những gì tốt nhất, thì chúng ta mới ép zoom lên như vậy mà thôi. Và trên thực tế thì mình đang cảm thấy khá là thoải mái và vô cùng thoải mái với AI Optimize của Asus là 5.0 GHz. Chúng ta chỉ cần bỏ ra rất ít thời gian và thao tác để đạt được cái mức zoom này, còn lên một tí thì sẽ là 5.1 GHz với một chút vọc vạch, và nó sẽ cho chúng ta thêm một chút hiệu năng và đảm bảo cái bộ máy của chúng ta sẽ hoạt động ổn định và không cần phải quan tâm quá nhiều đến nhiệt độ hay là cái mức lượng điện tiêu thụ của sản phẩm. Và đến đây thì cũng đã xong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng ngần ngại mà để một like, để ủng hộ cho chúng mình. Cũng như là đừng quên để lại bình luận phía dưới nếu các bạn có ý kiến hay là bình luận gì cho video này. Và như thường lệ, đừng quên bấm subscribe hình cái chuông ở phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất của chúng mình. Và cuối cùng, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Vinh Tokuda, phóng viên sản xám tại Hà Nội Computer.